Ngày hôm nay thì GoFood gặp lại cô Nga, người phụ nữ kém may mắn trong cuộc sống, vừa mất con vừa mất chồng khoảng vài tháng nay thôi. Hôm nay thì GoFood có đi ngang Thủ Đức nên là ghé thăm cô Nga để xem về cái cuộc sống của cô sau khi mà mất con với mất chồng như thế nào. Tại rất là nhiều người người ta hỏi GoFood về cái công việc sắp tới của cô Nga, cũng như là việc học hành, cái tương lai của cháu Bo là cháu ngoại của cô Nga. Cô Nga thì vừa mới chở cháu Bo đi học và cũng vừa mới tới, thì mình cũng vừa mới vô tới đây. Cái chỗ đó cô ngủ đó hả? Hồi nãy cô nói cái xe là sao con nghe không kịp. Xe của cô là cũng bị hư rồi, hai bằng số, mà lúc đó mua cái xe đó có 1,4 triệu rồi. Lúc đó, ngoại còn sống thì ngoại mua, bây giờ đi hư hai bằng số mà nó lấy nó đi rồi, xe này cái này rớt cái bàn đạp, rớt cái hư, nó đẩy lại cô sao cô đi hả? Nó về sao đi, là sao, là con của cô, là cái anh gì đó hả? Đi mà nó hư hết rồi, vậy dục đó. Rồi lấy xe của cô đi. À. Xe cô cũng hư, còn giờ mới làm sao giờ hả? Nó lấy đi nó vậy đi rồi về chiều nay cô bằng hư luôn nữa rồi khỏi cái đi luôn. Hư cái gác chân nó không hả? Nó hư gác chân này là cái xe này của nó, cửa xe cô cũng hư luôn mà người ta kêu sửa là 1,5 triệu. Nhà. Mà trong khi cái xe đó mua có 1,4 triệu, gần 1,5 triệu mà giờ kêu sửa. Cô ngồi đi. Còn hơn là cái xe không, của mình. Cô ngồi lên ghế cao lại đi. Nhưng mà cái xe của cô thì đỡ hơn xe của ảnh. Xe còn đi được, chạy ví dụ trả số thì số 1, số 2 đi được, còn số 3, 4 thì nó làm cái rột cái hết hồn. Anh của chị Trâm đó là làm bảo vệ hả? Làm bảo vệ mà làm một tháng thì được 5-6 triệu, mà chừng ngày nào cũng đưa cho nó 50-70. Tới khi mà nó lãnh lương đưa được có mấy trăm. Hàng ngày nó ăn hết. Chị Trâm là hôm bữa là cô nói là đưa đi quả thiêu là ở Bình Dương hả? Bình Dương. Tiền nông mà hôm bữa đám tang nhà mình đó là như thế nào rồi cô Nga? Cũng nói chung là cũng được mấy triệu. Thì rồi cái mấy triệu về mình trả tiền của người mượn lúc mà nó nhập viện Thủ Đức đâu đó. Mượn lặt vặt thì ăn hàng ngày, thuốc men hàng ngày thì cũng còn lại mấy triệu. Đó, mấy triệu thì giờ cũng như mình đóng tính mua chiếc xe nhà để rẻ mua có rồi đi. Ý con hỏi là sau cái đám tang là mình không có mắc nợ đúng không? Không mắc nợ, nhưng mà giờ mình trả trước cái nợ đây, trước cái nợ mình mượn để nó nhập viện á. Thì cũng còn vừa đủ hết tiền. Là bây giờ cô còn thiếu nợ ai không? Còn thiếu nợ lặt vặt à. Chứ không có gọi là số tiền lớn hả? Ví dụ người kia là 3 triệu mà góp được mấy ngày. Dạ. Thì còn lại cũng được 2 triệu mấy. Góp mấy ngày thì đi bệnh viện thì chưa có góp. Dạ. Đó. Rồi cái anh kia nữa, anh kia 2 triệu cũng góp mấy ngày. Đó. Để nói anh. Là bây giờ còn thiếu tổng cộng khoảng 5 triệu không? Khoảng 5 triệu á. 5 triệu tiền góp ha. Cái đó thì theo như con nghĩ thì cái đó trong cái khả năng của mình thì góp với sách thì chắc cũng từ từ được đúng không cô? Từ từ, ví dụ từ từ thì tới đó thì người ta có ăn lời thêm thì mình đưa. Dạ. Yeah. Còn không ăn lời thì mình cứ đóng. Chắc cô chưa đi làm đâu đúng không? Chưa, tính đợi hai tay này lấy thì lấy bảo hiểm á, cửa là coi như mấy bạn á, người ta cho cũng đâu được 2 triệu cái đi mua bảo hiểm ba mẹ con luôn. Gần 2 triệu, cái giờ nó mắc rồi, biết rằng là nó yếu quá. Nhưng mà không phải mua để mình để đi khám nó. Dạ. Yeah. Nhưng mà chưa kịp thì nó đã mắc rồi. Đã hai tay qua hai tay đi lấy bảo hiểm. Rồi cô cũng đi khám bệnh luôn đó, cô vừa khắp chân mà vừa bị thận nữa. Hôm bữa cô trong đám đó, cô có nói với con là trước khi mà chị Trâm mất đó, là có bạn của chị Trâm gửi vô tài khoản cho chị Trâm là 2 triệu. Rồi bây giờ là không có lấy không ra được, lấy không được. Biết đường nào lấy ra hả? Không biết đường nào lấy ra hết á. Cô có liên lạc lại với bạn của chị Trâm không? Có, nhưng mà giờ mình gửi vô rồi sao rút ra.
chỉ giờ có giấy thẻ. Cái thẻ của chị Trâm cô không có giữ hả? Thẻ ATM á. Chuyện nó ở Thủ Đức á, có cái thằng đó nó cũng vô nó phụ đỡ ra, nó chuyển ra mà đưa cái chìa khóa tủ này nè cho nó, kiểu như cầm lúc nó cầm vừa cầm điện thoại của 100 rồi vừa cầm chìa khóa nhỏ khóa cái tủ đó. Khi mà nó đưa nhỏ vô trước là ở nhà kiếm cháu ngoại để dắt đi theo luôn. Dạ. Yeah. Thì nó lay quay nó cầm luôn cái chìa khóa, không biết về nó lục lạo nó lấy hay sao á. Về thấy cái bóp nhỏ của nó, trong đó có thẻ của nó đó. Cái người đó là ai? Người đó giờ cũng chẳng biết ở đâu nữa. Ủa? Tại vì lúc đó là bạn của chồng trước nó, chồng nó. Mà giờ cái thằng nó cũng chẳng á, thì nó nằm ở đây là cái bóp nó cũng để cái rổ đó. Cái anh đó là bạn của chồng chị Trâm. Ừ. Cô đưa cái chìa khóa nhà cho anh đó. Ông Trâm nó giữ mà kỹ lúc nó mệt quá đưa lên xe á. Hai người à, cô không có biết việc đó đúng không? Chị Trâm đưa cho cái anh đó. Khi nó xuất viện ở Thủ Đức về là nó hỏi ủa cái bóp của con nó mất tiêu rồi. Ủa rồi ở nhà mình không lẽ không đóng cửa rồi để cho người ta vô vậy đó hả? Đi thì có móc cửa là thôi à. Nghĩ là tối là cậu nó đi làm về nữa nên không có móc cửa. Rồi ảnh không có khóa. Ý con nói là cái anh đó cũng thường xuyên vô nhà không, mình lâu lúc lâu mà mới riêng lần vô. Bữa tình cờ nó vô đây nó lấy xe Attila nó bị hư. Có mượn tiền cô mấy chục ngàn nữa rồi vô. Trời ơi. Vậy là chắc lấy thẻ rồi lấy tiền rồi. Đúng rồi. Ủa người nào đó hút nhưng mà nó lấy cái bóp tự nhiên nó lục lạo á. Sao mà người ta bệnh như vậy mà còn lợi dụng lấy chìa khóa rồi vô nhà. Kiểu này mà vô nhà người ta vậy là kêu công an bắt luôn đó. Nó về nhà thấy được dân ra. Rồi cô không có truy cứu việc đó luôn hả? Không có truy cứu, mình nghĩ tiền mình đâu có nhà đâu. Nghĩ mình đâu có tiền bạc gì đâu, mình hô nó ăn cắp, mình cũng khẳng định là nó lấy không. Tại đi bữa đó rồi vô nhập nó tới mấy ngày mới về. Mấy ngày mới về nhà đút nhang. Cứ ngày trước ngày sau mới về đút nhang cho. Bạn của chồng chị Trâm. Mà vợ thằng nó cũng đâu mất tiêu nó. Nói chung bữa mai Hồng cũng mất điện thoại của Trâm nữa. Thấy nó ra cổng mà mình nói điện thoại của Trâm hay đưa cô cho cô thì nó mới đưa. Còn chìa khóa thì nhớ trực ra nó lấy. Cho nên vậy đục cái chìa khóa tủ này mới được, còn chìa khóa nó giữ rồi. Tới giờ cũng không thấy nó tới. Giờ trong cái điện thoại tiền tài khoản nó gửi qua chỉ con Trâm biết à. Giờ nó mất rồi mình làm sao mình biết. Cái này chắc phải nhờ cái người bạn của chị Trâm với cùng với cô vô trong ngân hàng lấy giấy bảo tử với giấy chứng minh đó hả? Chứ để 2 triệu cái số tiền đó thì mình cũng cần cái số tiền đó để sử dụng chứ đúng không cô? Nghĩ giờ không có nó thì làm sao, lúc nó ở trên viện Phạm Ngọc Thạch đó nói để con phải khỏe là con ra con rút cho. Chỉ có biết số à, số tại nó hay có tiền nó gửi vô. Rồi cái nó hết tiền cái nó rút ra. Yeah. Nó thẻ ATM á. Mấy cái trò cốt của chị Trâm là gửi vô chùa hả? Gửi vô chùa ngay ba nó luôn, trên U Đàm á. Chùa Đàm gửi trên đó luôn. Để cho nó tụng trên đó cho nó cầu an ma. Dạ. Cho thoát á. Chú là mất chính xác là nay gần 6 tháng chưa cô? Mất hồi mùng 3 tháng 11. Vừa qua tháng 11 mình á là mất. Dạ. Nay tháng mấy mình rồi ta? Nay tháng 4 không? Tháng 4. Ừ. Là 7 tháng rồi ha. Ở như thế này nha cô Nga. Thì con có mạnh thường quân người ta gửi tiền đến cho cô. Rồi sẵn con đi ngang Thủ Đức đây. Thì con gửi cho cô luôn nha. Với lại con hỏi cô một chút xíu về việc công việc của cô sắp tới thôi. Tại vì người ta cũng quan tâm về công việc của cô. Để con lọc tên và số tiền nha. Chỉ có ở đây hình như là có một người thôi. Ở đây là có anh Sơn Trần ở Canada gửi đến cho cô là 200 đô Canada. Con đổi ra là 3.3 triệu. Rồi con sẵn đây con lọc cái số điện thoại của cô luôn nha. Để ai muốn liên hệ trực tiếp đến cô. Đó là 0936 301130, số điện thoại của cô Nga. Cô Nga hiện tại là đang ở Thủ Đức, ở phường Hiệp Bình Chánh. Đây, con gửi cô 3 triệu của anh Sơn Trần. Sắp tới để cô có cần
vốn buôn bán gì đó thì cô lúc trước đây thì mình buôn bán ví dụ như trứng gà, trứng vịt rồi chuối hay là mít, nhưng giờ ra đường tôi thấy toàn là người ta bán giống mình trơn, không biết mình bán gì giờ nữa. Người ta như bên kia người ta bán trứng, bán đồ y như mình bán cũ rồi, ông bên đây thì bán chuối, bán mít rồi bán trái cây rồi. Cô bán bao lâu rồi? Bán hồi năm rồi. Còn năm trước thì bán chuối chiên rồi chở ra cho vô. Bây giờ ông mắc á rồi cũng ra bán chuối chiên, tao đòi bán chuối chiên. Mà tháng 10 này bán cực lắm. Đi phải lấy củi rồi lấy phai về rửa. Dạ. Cái công việc mà trước kia là của cô là làm gì cô Nga? Khoảng 5, 7 năm, 10 năm gì trước rồi đó là cô làm gì? 5 năm gì trước đó là lúc ông xã chưa có về, ông không có ở đây á. Thì nói chung ra đi làm giống như làm tập vụ người ta, nấu ăn cho lò bánh mì. Nói chung làm từ những người họ làm thợ bánh mì họ ăn. Dạ. Rồi cái con gái nó kêu mẹ ơi về. Mẹ về đi, mẹ đừng có đi làm. Đó là về rồi coi con nó. Rồi. Ở nhà thì cũng thục, thục không có tiền chuột lại rồi lấy bán cái mức bán rẻ lắm. Cái mới về đi ông, về đi mới ở đây nè. Dạ. Rồi những năm gần đây thì làm bán chú chiên, rồi bán rau củ rồi đó hả? Ở coi như có gì ở ngoài vỉa hè gì đó. Dạ. Vì lợi ít thì mình bán. Cái công việc bán rau củ rồi của cô á, bán ý là đủ trang trải không? Hiện tại bây giờ là con tính bây giờ luôn nha, chứ không có tính mà lúc trước những cái... Ví dụ lời thì cũng được 100-200. Tại vì bây giờ... Khi nào bán hết đó. Tại vì bây giờ là cô lo cho bé Bo, với lại có thể là cô lo cho người con trai bị bệnh của cô thôi, là chỉ hai người đó thôi. Thì bây giờ cái công việc của cô là chắc là cô phải bán rau củ nữa hả? Hay cô tính bán đường khác? Rau củ nữa chứ còn mà đi làm công người ta chân bị đau khớp á, rồi khi lên lầu xuống lầu á, nó cũng mất tiện. Dạ, tại vì con hỏi là con muốn... Hỏi là cô có đảm bảo được cái cuộc sống của gia đình. Cháu ngoại đi nè, nó không dám ở nhà. Nếu mà sáng mơi mà 4-5 giờ đi chợ mua đồ bán á, nó không dám ngủ ở nhà. Lý do? Hồi sáng á, sao? Nó sợ gì mẹ nó dựng lại á. Nó nhát lắm. Nhát lắm hả? Nó nói mà đi tắm á, thì ngoại đứng với cho con tắm xong rồi ngoại lên. Mẹ ruột mà, ông ngoại ruột mà sợ gì? Nó mở đèn. Không thể nào mà nó bây giờ bà ngoại ơi ngoại con đi cầu mà ngoại đứng như với con đi ngoại tắm đi rồi con đứng đi bà ngoại cái tắm dòm con nha gửi đâu cho nó đi học bài rồi trưa về nấu cơm cho nó ăn nặng đi học. Nói chung bây giờ là nó dính với bà ngoại suốt á, từ cái thời gian đi học thôi. Đó. Ở trong trường lớn. Ở trong trường của cháu có hỗ trợ gì cho cháu được không? Bữa có cô hiệu trưởng với cô dạy á, là xuống đây lúc trời mưa bữa tối là qua ngày mai đi thi mẹ nó. Cô xuống đây là cô cũng có mấy đứa em học sinh luôn, mấy đứa bạn đó là coi gom góp đứa 1.000, 5.000. Dạ. Yeah, cho cũng được 3 triệu, 3 triệu mấy. Yeah. Bo nó học lớp mấy cô? Học lớp 3. Dạ. Yeah. Bây giờ mới xin nhà trường cho nó bán trú đó đi. Bây giờ mà về ở nhà mà trưa đi chiều rất về không biết làm sao, nó không dám ở nhà nè, không ở nhà với nó. Còn nếu mà đi lang thang với bà ngoại ở ngoài thì cực nắng lắm quá. Rồi nghỉ ngơi với học hành nữa, rồi không ai mà bài với vô đây để chỉ học nữa. Còn cậu thì đi làm, cậu là sáng 6 giờ là cậu đi mất tiêu, tới 7 giờ sáu mấy 7 giờ tối mới về. Nó về là nó làm phình đó, nó không có làm gì trơn á, quần áo cũng không có giặt mà ăn uống nó coi như mình nấu cho nó ăn cũng không lo nữa. Nó nói chung là trước mắt là sắp tới là hơi cực á. Với lại cô lấy làm công việc cũ đúng không, bán rau rồi đó các thứ thôi. Người ta bán hết trơn, mình ra mới bán hết kìa. Đúng rồi. Người ta bán sạp còn chưa thấy gì nên đây mình bán hàng rong rổ rổ rồi. Nhiều lúc mình cũng ớn cũng vậy dữ á. Nhiều lúc trong cái giấc của mình tưởng tượng thôi chứ làm sao con mình nó nhát mình. Đúng rồi. Tưởng tượng như nhà mới người mất thì mình tưởng tượng như con mình đứng sau lưng như mình phải. Dạ, cái đó cái cảm giác thôi, ai cũng vậy thôi. Chứ con mình mà nó nhát mẹ nó chi. Dạ.
Nói chung cũng muốn gặp ha. Ừ. Đó. Giờ lúc nó đang tối nó mẹ cho con không sống bao lâu nữa, không biết là con mắc. Thôi mẹ lo cho con ăn học đi. Mẹ khỏe đến đâu mẹ cho nó học đến đó. Dạ. Đó, nói hồi được con cũng ráng đi, con ráng khỏe đi chứ con nói gì khác nào. Con bỏ mẹ bỏ con đi sao? Nói vợ dưới người ta kêu con đi. Thời. Ba kêu con đi á. Ba nắm tay biểu con đi với ba. Tại vì lúc mà bệnh mà kiệt sức như vậy thường thường có những cái xung quanh ba hay rủ đi đó. Vậy hả? Có những cái hình ảnh với lại có cái cảm xúc nó không được tốt. Ủa cái chị Trâm này cái hình chụp là lúc đó là bao nhiêu tuổi vậy cô? Lúc này là nó vừa 7 18 tuổi á, làm giấy chứng minh á. Cái hình đó đó hả? Ừ. 7 18 tuổi. Hôm bữa ở xóm ai cũng khen đẹp gái ghê. Nó mảnh lắm. Mà bạc mà phước. Nó vô phước vô phần, bạn bè nó đứa nào cũng mảnh lắm. Hả hả có phước hơn nó. Dạ. À, ông có nói là cái nhà này là mướn nhiêu? 1 triệu 7 hay 1 triệu rưỡi? 1 triệu rưỡi. Toàn người ta mới lập lại cho cô. Một quá người ta lập lại. Ừ. Mốt cô còn nói chủ nhà đó là làm lại cái chỗ này. Tô đồ kiền đồ lại, kiền lại mấy cái đó chứ để mốt nó rớt xuống. Là chưa có làm hả, nó thấp mốt cái lỗ rồi. Cái nền mốt ở dưới. Dạ. Yeah. Bơm mua cái bơm ra rồi đầu kêu mấy người miên á họ đổ cái nền nè. Đó rồi cái hai chồng ổng thì mượn tiền góp, mình thì bán cái chiên gom cũng mượn tiền góp đắp vô để làm cái nền lên. Cái chỗ này là cái chỗ bàn học của thằng Bo đó hả cô? Bàn học nhỏ dưới đó, đó là ta cũng cho mà nó giờ nó cao quá nó không. Đúng rồi, kê lên đây luôn nè, kê ngồi lên cái bàn này luôn. Dạ. Dạ. Yeah. Chứ cái bàn này nó cũ quá. Lúc trước chị Trâm còn là ở trên hả? Hai mẹ con ở trên gác hả? Không, ngủ dưới luôn hết dưới đây. Có mình cậu nó. Ngủ dưới đây hả? Đó, ngủ ở ba hai mẹ con với con nó ngủ. Dạ. Cô là gốc ở Sài Gòn này luôn hả cô Nga? Gốc ở Sài Gòn. À. Chú cũng vậy luôn. Chú cũng vậy. Từ hồi đám tới giờ thì bà con bên nội bên ngoại qua đủ hết không? Bên ngoại thì cũng nghèo mà bên nội cũng nghèo. Chăm ra bữa hả bên ngoại á thì còn mấy dì mấy cậu á thì có người cho 100. Cái người thì ví dụ là phụ công ha, công thôi. Còn bên nội nó hình như đi chưa hết nữa, đâm ra bữa nó nhắm mắt cái chấm không hết. Bữa nó nhắm mắt á, làm như nó chờ ai, nó không nhắm kính, vuốt hoài luôn. Nghe nói là còn thương chồng hả? Ừ, nhưng mà nó kiểu như xa cách lâu rồi nó cũng mến vậy thôi. Không có nhắm mắt. Ừ, tội chờ. Quá ha. Như nó chờ bà nội nó. Điện thoại của cô kìa. Nghĩ ra mình ngắt ngư nhỉ, cũng rồi đẩy ra đường. Ừ. Xe lăn này chưa đi tẳng hết nữa. Giờ phải chờ đợi 49 ngày mới tẳng. Mấy cái đồ này hả? Bữa tại bữa đồ nó hả mấy cái nhiều quá đó, cái quên này. Không đem đi đốt đi. Giờ hả người ta nói để trong nhà. Đó, tại vì nó còn lẳng quẳng trong nhà đó. Thì thử để nhà cho nó bận tới qua 49 ngày rồi mình đốt cho nó để nó bận luôn. Còn cái xe lăn. Xe lăn coi ai thiếu. Đúng rồi. Gặp ai cần xe lăn hoàn cảnh khó khăn rồi đó, tật nguyền rồi đó. Nữa xa này còn bà nội nữa. À vậy đó hả? Nói vậy bà nội nó ngồi đó cũng được nữa. Vậy cô rảnh thì cô lấy xà bông rồi đó tẩy rửa rồi cho sạch sẽ rồi cô đem ghét rồi cất, có cần nữa. Còn mới mà người ta cho hả hay mua? Tính mua bữa
bữa coi như ai cho tiền nó một hai nó biểu vô bệnh viện Thủ Đức á mua cái xe, mẹ mua cho con cái xe lăn, nói xe lăn vô đó tới 2 triệu mấy mà người ta cho đây còn có 1 triệu mấy sao đi đủ con, mà nó về nó vậy mẹ tiếc tiền với con ở đâu mà hả mẹ, cái anh này anh đi được rồi anh mới cho. Cái lúc mà con đi vô trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á thăm chị Trâm với cô á, thì con chỉ gặp thoáng qua chị Trâm thôi. Với lại lúc đó là hình như là mới vô thì chị Trâm hình như là có chào con, và con cũng chào lại chỉ có 2 câu vậy thôi, chứ con không có nói chuyện với chị Trâm. Nhưng mà thấy cách của chị Trâm á, ngoài cái mệt ra là hình như là còn quyến luyến, còn Yeah. Rất là đau, cũng đau lắm mà uống thuốc lên nhẫn đau đâu có nhiều đâu, có nhiều tí xíu vậy sao nó đau được, tại ta đang nhìn ra nó y như là còn một cái khúc mắc hay là còn cái gì đó muốn nói hay là tâm sự gì sao sao á. Còn chồng của chị là có liên hệ được chưa con? Giờ nó mắc vậy thôi, chắc nó về, nó về thôi, giờ mình cũng không trách nó được. Tại con mình nó thương, giống như thương, giờ không có cưới hỏi thì mình cũng không nói nó được. Có thể là trong cái khả năng của cô thì cô có thể liên hệ được, nhưng mà cô không muốn liên hệ đúng không? Không cần. Không cần ha. Giờ mình nói gì đâm ra nó nói muốn hỏi tiền ha, muốn gì. Nhưng dạ. Mà hỏi, trước đây mình cũng nuôi cháu nuôi con mình, giờ là cũng vậy thôi. Nó cũng vậy, mà có nó cũng vậy. Thôi cô vô cô ngồi ghế cái con nói cái là con về. Thì bây giờ thì con cũng không biết nói gì hơn, thì con cũng thay mặt mọi người trên kênh của con thì cũng động viên tinh thần của cô. Bây giờ cô cũng là trụ cột chánh rồi, thật ra cô cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà bây giờ cái tình cảnh nó như vậy là cô cũng phải lao động với lại các thứ, nên là con với mọi người động viên tinh thần cô thôi nha cô. Thì cũng nói chung là sắp tới thì cô vẫn bán cái vẫn làm cái công việc cũ và dạ. Chắc ế dữ lắm. Tại vì giờ những đồ mình bán trước đây giờ người ta bán đầy hết. Rồi không lại, có chỗ ngồi nữa chết nữa. Với lại trước khi bán hay gì đó thì cô đâu cô thử nghiên cứu thử nha. Cô nghiên cứu thử rồi có công việc nào nó tốt hơn chút xíu nha cô, với cái thời gian này nọ với bo rồi đó. Nha, có gì thì cô cứ gọi con. À cô cứ gọi con đi nha. Có chỗ ngồi đi nè. Buổi sáng thì mình được ngồi bên chỗ cao kê ánh trăng vàng, chỗ gốc cây đó. Yeah. Mình còn ngồi lại có cái ông đó, ông cũng ngồi trước giờ ngay chỗ cái thềm bước lên. Giờ 10 giờ mấy á, là ánh trăng vàng nó gần mở cửa, nó phục vụ cho những người ta tới ta hát á. Yeah. Thì mình phải dọn bưng qua bên đúng phía rồi. Bên kia, phía bên đường 41 á, chỗ mà có mấy ton á. Bây giờ bên đó người ta bà con dòng họ người ta tới đó là coi như giờ ta dựng lên ta bán bài bán rồi, mình không có đường nào, không có chỗ ngồi bán. Ủa, nếu mà mình vô trong chợ Hiệp Bình á mà mình kiếm đó. Chân á thì vô đó tốn tiền nhiều lắm. Không nhiều lắm mà khi mướn ở chỗ là 5-7 triệu một tháng, mà 5-7 triệu mình có lời được bởi mình trả người ta cái đó hả? Nhiều hơn cái số tiền mình lời hàng tháng nữa mà. Rồi giờ người ta bán rong nhiều nữa, mấy người xe lôi á họ bán chiều họ đẩy trời, họ bán cái giá giống như mình mua lên chợ vậy. Nói mà mình lời thì ít quá thì không đủ sơ hội, mà mình bán rẻ quá thì bởi vậy ý là con nói là con nghiên cứu thử như thế nào. Thì sẵn đây thì mọi người có ý kiến gì về cái công việc, nếu mà ai mà thật lòng mà muốn giúp đến cô Nga thì khi mà ở nhà hiện tại gia đình đang thiếu cái công việc gì, hay là có biết công việc gì nó thích hợp với cô Nga, thì khi nãy thì mình đã đưa cái số của cô Nga, mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến cô Nga hoặc là liên hệ với cô Phút để cô Phút chuyển lời đến cho cô Nga. À. Bởi con nãy con mới hỏi là cái con nghe là công việc cô bấp bênh nên mà con nó mới nói vậy đó, con mới nói là cô nghiên cứu. Thích buôn bán hơn. Mua đi bán lại đó ha. Thôi cô cứ nghe đi, cô cứ nghe. Thôi bây giờ con xin phép cô Nga con về nha. Rồi chú bác là giúp đỡ gì cũng rất là cảm ơn. Yeah. Hai bà cháu được số tiền ít để đóng tiền trường đó, xây trở nhà. Yeah. Còn cái công việc thì cô cứ suy nghĩ nha.
Ấy. Nhưng mà chắc trước tiên là cô phải cũng phải bán lại đúng không? Nhưng mà cuộc sống đó, cô ý của cô cũng bán buôn, chứ sao cũng bán buôn lại nhà nhà nhiều lúc á có thời gian đồ mình thời gian còn mình đi làm ta còn thấy không có được nghỉ đúng giờ đi giống mình về còn mình bán buôn ví dụ như mình muốn nghỉ mình nghỉ tới dỗ quải mình phải nghỉ nhà đi cúng đồ kêu thầy đồ tới tụng đồ còn đi làm ta mình nghĩ thì ta sẽ nói nặng nói nhẹ mình nữa còn mình muốn bán mình tự ý mình muốn bán mình quyền của mình thì đó cũng tùy theo cô quyết định cũng là cô thôi thôi con về nha thôi cảm ơn nha có gì thì con đi ngang đây thì con ghé cô thì ai mà có gặp cô Nga ở ngoài đường mà bán đồ thì mua ủng hộ cho cô nhưng mà cô về sớm nghỉ ngơi thôi con về cảm ơn mọi người với cộng đồng